Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh ký ức game của mình. Thì hôm nay thì quá là đói content lên thôi thì qua bản si ta làm tí nội dung. Thì nói về bản si bản quốc tế thì hầu như bản si bản quốc tế so với bản Trung Quốc thì hai bản này sẽ cập nhật sát nhau. Và hôm nay thì sẽ chuyên mục review thôi lâu rồi không vào bản chi si mình vào cũng giống như là người mù thôi đấy thì uh, đây là một cái account cao của một bạn uh, cho mình mượn bạn ấy cũng rất là quý mến cho mình mượn và các bạn rất là bất ngờ đây không phải là một nick nông dân cải chay và đây là một nick bọt các bạn nhớ rằng đây là một nick bọt của một server c si và server khá là mới và các bạn thấy này với số thiên bảo là 179.000 thì nó tương đương khoảng 350 triệu đúng không Ừ Nghĩa là chủ nick đã nạp khoảng tầm 350 triệu vào cái account rồi Vào cái account này rồi các bạn Đúng không? Tám, ở ừ, gần 350 triệu đi 356 triệu Thì các bạn tưởng tượng rằng là cái account này nó sẽ chắc chắn là bót luôn rồi Và uh, các bạn để ý này Cái quà thì nó cũng không hề thay đổi so với bản Việt Nam quá là nhiều Về vấn đề quà nạp này Và một số cái gói này nó cũng không hề thay đổi Chúng ta sẽ đảo qua các bạn đấy nhá Đấy thì hiện tại bản này thì sẽ bản quốc tế thì sẽ hơn bản Việt Nam khoảng tầm 300 ngày đấy, tầm đấy không đến không đến đâu nhỉ không đến đâu tầm khoảng hơn 250 ngày thôi bởi vì bây giờ bản Việt Nam cập nhật cũng khá là nhanh và mình sẽ cho bạn xem mà <laughs> nick này là 9 tỷ 3 chơi điểm danh bao nhiêu ngày đây 9 tỷ 3 để mình copy được cái bên bản quốc tế ấy, nó nhận là phải dán phía cúp cốt các bạn mới nhận được các bạn để nhận cái 10 cái vé quay. cha này nên cũng hơi khoai đây. Ờ, ngày thứ 98 các bạn, ngày thứ 98 mà chín tỷ lực chiến. Và đồ hình có cái gì? Đồ hình chúng ta nhìn vào đồ ấy các bạn thấy chưa? Full set kim cho Tôn Ngộ Không đồ chiến thắng vật. Và Tôn Ngộ Không đồ chiến thắng này lại có một cái skin mới khá là đẹp các bạn nhé. Đây. Đây là skin gốc này. À, còn đây là skin mới này khá là đẹp các bạn nhé tăng cho 5 tấn công HP và phòng thủ ờ, hiện tại thì tiếng Anh của mình hơi kém nên có lẽ là chúng ta sẽ mang tính chất là xem giao thoa thôi ờ, vẫn đi một bộ thiên kỹ là phun kỹ năng này Nói chung là với 90 mấy ngày thì các bạn biết rồi thiên kỹ sẽ rất là hạn chế thứ hai là phá cảnh mới phá cảnh 7 thôi và 9 tỷ này thì để cho các bạn dễ hình dung là nick nghệ mạnh như thế nào Nick này là chơi 3 tướng kim Bao gồm là đồ chiến thánh Phật loài hồ ly này Và đây là thần tài Thần tài tướng mới ra thì để đợt nào mình lên clip cho các bạn xem nhé Hay là các bạn muốn lên clip đồ chiến thánh Phật đi <laughs> Thật ra thì mình cũng không biết là các bạn cần cái clip gì Bởi vì thật ra bản si thì các bạn cần clip gì Các bạn cứ comment đi thì mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn thôi Tài khoản thì mình có nhé, mình sẽ gắng đi mượn nói chung là được cả cái chủ Nick đã chủ động cho mình mượn à, có thêm một số cái tính năng mới này mà những tính năng này thì sẽ cho các bạn um, cái thuộc tính như là dam bonus này hay là giảm sát thương này tăng sát thương này hai ba phần trăm với hai mươi ba phần trăm tăng sát thương giảm sát thương này hay là crit uh, dam này là chính là chí mạng này đúng không? Đấy, rồi giảm sát thương chí mạng rồi nè ở đây đây là sát thương chí mạng đúng không sát thương chí mạng này rồi giảm sát thương chí mạng này rồi đây là cái gì đây cái này mình không rõ đam giản tiếp à nhưng có những cái thuộc tính các bạn nào tốt tiếng anh thì các bạn xem nhé có những cái đá chỉ số cơ bản nữa này mắc level của nó hiện tại là bao nhiêu đây chưa nó vẫn chưa mắc level nhé các bạn nhá để lên level thì còn xa nữa mình xem nào tối đa ui cũng, cũng còn nhiều đấy Nghĩa là khi mà các bạn có những cái này ấy, thì các bạn sẽ đặt ra một cái câu chuyện là là chúng ta sẽ ôn in rất là nhiều nghĩa là một cái thần tưởng chính của chúng ta ấy sẽ được ôn in rất là nhiều các bạn ôn in đồ rất là nhiều khi ra những cái kiểu tính năng như thế này và các bạn để ý này để ra một cái viên mà tổng hợp tổng hợp hai cái thuộc tính ví dụ như tổng hợp thuộc tính đam Đấy, tăng sạc thương và giảm sát thương như thế này thì các bạn cần kết hợp cần phải ghép lên các bạn nhé đấy chúng ta cần phải ghép lên mới được vậy là ghép cũng cần một số tài nguyên phải nạp đấy mấy cái kiểu đồ xịn như thế này các bạn hiểu rồi còn mà viên cơ bản như thế này thì chắc có lẽ các bạn cũng farm được dễ thôi đấy thì mình chúng ta để ý này nick này đầu tiên là một một à, từng kim hầu như là các bạn yên tâm bên nông dân gái chay vẫn chơi được từng kim các bạn nhé nó nó giống câu chuyện tướng đỏ giới hạn thôi Đấy, nó cũng sẽ giống câu chuyện tướng đỏ dưới hàn của chúng ta hiện tại thôi Nên các bạn cứ từ từ Cái gì rồi cũng khoai sẽ nhừ thôi Các bạn cứ bình tĩnh mà chơi Đấy. À, Để đợt nào mình sẽ nghiên cứu về tướng kim này Bởi vì tướng kim này chắc chắn sẽ khoảng một tháng đến 2 tháng nữa sẽ ra thôi Sắp tới rồi tầm, Nói chung là tầm khoảng dưới 60 ngày nữa chắc chắn sẽ ra cho các bạn Pháp bảo mình xem là pháp bảo cộng 75 Cộng 75 còn chưa Hiện tại thì đối với cái này thì pháp bảo lên 100 bởi vì ngày thứ 90 mấy thì phá bảo 100 Và các bạn thấy chưa Vẫn ôi Mảnh phá bảo thừa rất nhiều nha 163 mảnh Rồi cái cái số 6 này Giống cái vạn năm phá bảo đỏ ấy Thì đây giống cái vạn, phá, vạn năm phá, bảo kim này Rồi vẫn đang thiếu cái đá tiến cấp phá bảo này <laughs> Được cái thì bản si Người ta sẽ có những cái lối bi Khác với bản Việt rất là nhiều các bạn nhé Đế thính, đế thính của bạn này thì pháp bảo cũng bởi 35 Nói chung là sẽ thiếu đá tiến cấp pháp bảo khá là nhiều các bạn nhé Ôi vạn năng pháp bảo tầm 146 đây các bạn thấy chưa Cái sự khác biệt thật ra thì bởi vì nick này nick bọt các bạn Nick bọt thì nó sẽ có cái riêng của nick bọt Nick bọt thì người ta sẽ nạp vào và người ta sẽ có những cái tài nguyên hỗ trợ Nhưng riêng cái đá tiến cấp pháp bảo chắc có lẽ là nó không có uh, nhiều uh, Các bạn để giúp mình này uh, nick này thì hầu như là có một độ đỏ này một đồ kim này, đây, đồ đỏ này pháp bảo ui để thính được đầu tư quả thiên kỹ chất lượng nhật full level 6 luôn và nick này các bạn biết thôi nick này là tiên giới đúng không để đánh phép tiên ờ, đây đây là tướng kim hồ ly tướng kim hồ ly thì có hai món kim pháp bảo thì 45 có tiên phạt chế nhân các bạn nhé cái vòng quay này thì đang tích hợp với chim vương ở à, cái kỹ năng này sẽ tích hợp với chim vương còn đây là tưởng kim mới, tưởng kim mới thần tài. Thần tài thì mang tính chất là hỗ trợ support. Nói chung là đa số là hỗ trợ support khá là nhiều. Các bạn thấy chứ, thường mọi người sẽ bi theo kiểu là 4 support này hoặc 5 support, tính này đi 5 support, 5 support hỗ trợ cho Tôn Ngộ Không. Đấy, kể cả Lý, Lý Trinh Anh, Lý Chiến Anh cũng vậy. Và các bạn thấy là hóa thân, hóa thân thức tỉnh thiên đế như các bạn nhé hỏa thân thức tỉnh thiên đế thì đối với các bạn nào mà có kế hoạch mà sau này chơi hỏa thân thức đỏ thiên đế cũng được bởi vì cái hay của thiên đế ấy, là vào trận nó tạo choáng luôn nên rất là thích nó khá là lợi ví dụ như các bạn mà kết hợp với nhiều yếu tố ấy, thì các bạn sẽ lợi hơn rất là nhiều mình xem là mình xem cho các bạn xem thêm đồ kim đi đây mình sẽ cho các bạn xem đồ kim này đồ kim thì quá ư là mạnh rồi, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm vấn đề nộ này rồi thêm đam rồi rất nhiều cái thuộc tính có lợi cho uh, thần tướng của chúng ta các bạn nhé. Khi mà các bạn kích hoạt đủ bộ quá ư là ngon luôn để mình cho các bạn xem. Để úp đến một tướng kim thì các bạn sẽ cần gì thì mình sẽ đá qua cho các bạn xem chẳng hạn. Đây úp đến tướng kim đâu rồi nhỉ? Đây các bạn sẽ cần hai cái viên đá này, Đấy, hai cái viên đá này thì uh, nó ở cái sự kiện thôi sự kiện kiểu chiêu tài những cái sự kiện lớn đấy các bạn thì nó sẽ có thôi các bạn cứ thoải mái nhá từ từ rồi ai cũng sẽ lên được kim thôi <laughs> đúng không các bạn cứ chơi rồi từ từ trải uh, trải nghiệm và cảm nhận ví dụ như khi mà lên kim thì chúng ta sẽ thêm được những cái slot khác nữa các bạn nhé mình xem nào và anh nhà khi ba option này tăng ba sát thương ba trăm giảm thương cao ấy nhỉ tí nữa mình sẽ cái này là đúc nữa đúc đúc thuộc tính đúc đá nhé cái này thì các bạn cũng biết rồi bốn cho lót minh văn hầu như thì các bạn minh văn kỹ năng hiện tại thì vẫn không quá thay đổi nhiều đây là vẫn đang tịch diệt này mà chắc chắn rồi vẫn chuộng tịch diệt rất là nhiều mà khi lên kim thì còn khi còn mở thêm cái này nữa các bạn ạ cái này không biết là cái gì đây vui vãi thật nhỉ thế này thì hầu như các bạn ôn in một thần tướng chính của các bạn sẽ nhận được rất nhiều cái thuộc tính tốt các bạn nhé Ui cái dòng cuối cùng Tăng thêm Đam nữa các bạn ạ Và làm sẽ thương nữa Cái này là kiếm ở đâu nhỉ nói hiện không Không có bạn Mình thử xem là đồ này hay là chỉ kích đồ kim mới có á Nói chung là có gì mình hay gà mờ thì các bạn cứ từ từ nhé Bởi vì thật ra là, là <laughs> mình cũng 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 muốn vào tìm hiểu lắm Nhưng À, cái này thì hầu như là tính năng các bạn, đúng không? À, cái tính năng này sẽ xuất hiện khi các bạn lên đồ thường cổ lên các bạn. chứ ở à, đồ hồng hoang chứ đồ thường cổ không có. Ví dụ như mình kéo đồ thường cổ này không có này, bắt buộc phải lên hồng hoang. Còn nếu mà mình ấn vào đồ hồng hoang chẳng hạn đi, thì sẽ có cái cái này, cái này để cho chúng ta nâng đúng không? Nói chung là mình cũng không rõ các bạn nhé Các bạn nào mà tổ tiếng Anh các bạn có thể tự xem cũng được à, 221 triệu màu, 21 triệu đam các bạn ạ Quá ư là khỏe luôn Mấy cái đục dòng này bạn ấy đục cái gì đây? Đục đam, đa số thì sạch thương pvp này, rồi tất cả đam này Cái này là kháng này đúng không? Kháng chí mạng này giảm sát thương VPP này đi giảm cái mũ cái mũ thì lấy cái dòng chí mạng là dòng chí mạng này rồi đam này vậy là mũ và vũ khí là đi đam giày và áo sẽ là đi thủ các bạn nhé đấy để cho các bạn hình dung tiếp theo nói cho các bạn xem thần thông hiện tại thì có hai cái thần thông kim cháy đấy các bạn, hai thần thông kim và chúng ta có câu chuyện của giải đấu Bọt liên server nữa, Bọt liên server thì sẽ cho các bạn đủ kim nữa các bạn nhé, à, thần thông kim nữa, thần thông kim này mình lên clip cho các bạn chứ nhỉ, mình nhớ là hình như mình lên rồi hay sao ấy sợ thật, màn gõ thần thông kim, ờ cái này đây là một cái sự kiện thôi, cái sự kiện này thì khi mà các bạn chạy mắc thì các bạn sẽ được chọn Các bạn nhớ nhé Các bạn sẽ được chọn minh văn Và hiện tại trò chơi này vẫn đang là 40 minh văn cơ bản Mà bản Việt Nam cũng có thôi các bạn Cũng có làm nhiệm vụ bình thường Và nếu như thế này thì Bạn nào mà thích kiểu tích ấy, Cũng có thể là tích được các bạn nhé Tích các kiểu vẫn không sao đâu Đấy mình xem cho các bạn đảo qua Chiến linh của nick này Thì hầu như là 1 uh, này 2 này 3 này đi Bạch Vũ này. Chưa, vẫn đi uh, Kim Lân này. Cho Kim Lân đây là tiểu kiều. Đây là nữ hoa đúng không nhỉ? Hơi giống nữ hoa nhỉ. Đây vậy là bạn này đang chơi uh, đây, chơi đây chơi cái Kim Lân này. Tại sao chơi Kim Lân Kim Lân lấy à uh, 10% giảm đam uh, giảm máu đầu à. Nhưng mà không biết là cái này đúng hay sai thì mình chưa chắc chắn được nhé bởi vì sau này sẽ có những cái tướng kim gì nó phù hợp meta Việt Nam hay không thì cũng là một cái câu hỏi một ẩn ẩn số nữa bé thì có ứng long thức tỉnh hồng như là thức tỉnh đủ luôn các bạn ạ đây, đợt nào lên ui nhiều cái quá vào ngập ngập tràn thông tin luôn các bạn nhé đánh cho chủ nick tí đây mình sẽ cho các bạn xem thêm pet đi pet nick này pet cũng có gì nè một thức tỉnh này Đúng không? một thức tỉnh này hai thức tỉnh đầu tư nhỉ ba thức tỉnh các bạn ạ. vẫn là combo ngày xưa các bạn chơi anh chiêu tỷ hưu và ứng long bạch Tạch bạn này không chơi bạch trạch hồi sinh nhất là tại sao bạn này không chơi bạch trạch hồi sinh bởi bạn này có quá ư là mạnh các bạn ạ các bạn thấy 9 tỷ này bình thường đúng không? Nhưng Sam cho các bạn xem mới giải lên server đi. Bạn này 9 tỷ, đứng vị thì số mất, số 1 này. Đây, giết ít siêu là bạn này. Đấy, dưới là 1 tỷ. Các bạn thấy chưa? Nghĩa là siêu mạnh luôn các bạn ạ. Tranh nhau 9 lần sức mạnh. Thì đánh kiểu gì nữa? Bên kia thì không có tiền nạp đồ kim thường với bản si Thì... Uh nông dân cải chay mà muốn chơi bản si là rất là dễ leo tố bởi vì hầu như si người ta ít nạp nếu nạp thì chỉ có tốp thôi Đấy, chỉ có tốp người ta mới nạp thôi và anh nhà rút hết nổ luôn các bạn nhé <laughs> rút âm luôn các bạn rút nộ theo rút kiểu âm ấy các bạn ôi à, hồ ly gọi trừ bạt giới về phe của mình đây vào vào trận thì chắc chắn thiên đế nhân trạng thái tiên thiên canh khí thì sẽ à, ra kỹ năng luôn ở uh, tôn ngộ không bên kia chắc du long quy hải tôn ngộ không thức tỉnh các bạn nhé các bạn thấy chưa cái uh, ngộ không đối chiến thắng phát đấy ngộ không tướng kim mà rơi vào trạng thái giống của uh, bạch cụt tinh ấy mà chúng ta đang chơi ở bản việt nam ấy, các bạn rất là ghê ui uh, nó bị uh, đít các bạn thông cảm Uh, chơi cái bản nước ngoài ấy, nó hay bị nặng máy lắm các bạn mình không hiểu tại sao có thể là do đường truyền ấy mỗi lần mà xem cái, cái clip mà uh, ghi hình hoặc cái gì uh, mình nói luôn là đây server là gọi là kiểu là server đặc biệt nghĩa là sau này bản VNG sẽ ra một số cái server đặc biệt nó sẽ rất là ưu ái à trong vấn đề uh, hỗ trợ tân thủ giai đoạn đầu đây mình thôi xem như đánh lại đi Toàn là gặp mấy bạn này mà 1 tỷ gần 2 tỷ Vẫn gặp bạn này thôi Mình tăng speed lên một tí đi Ghê, hồ, hồ ly của mình rồi, có ly tinh định hai hai tướng kim gặp nhau các bạn nhé. hai ngũ không tướng kim gặp nhau hầu như sau này tướng đỏ giới hạn lý trinh anh các bạn phải chơi các bạn nhé và sắp tới lý trinh anh sẽ ra đấy các bạn ạ sắp tới cũng khoảng sau khi ra tướng kim thì khoảng một tháng hoặc là có thể cùng tháng nó sẽ ra luôn Ui, <laughs> skin đẹp chưa nhái quả skin chất lượng không các bạn đẳng sự cấp một lần nữa cảm ơn chủ nick rất là nhiều thật sự là nhìn nhìn cái thần tử kim thế này chúng ta chả thích đúng không thích vội Ủa lại gặp bạn này để gặp bạn khác đi gặp uh... Ui, mọi người đều uh, chơi đội hình nan ná nhau À, đây có một bảnh của tinh thức tỉnh này Bạch của tinh thức tỉnh đội hình này khó khá giống ở Việt Nam này bạn này người Thái <cười> 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 ờ, ờ. Các bạn thấy chưa? Bị âm nộ các bạn nhé Ui Bị âm nộ luôn là các bạn hiểu như thế nào rồi Ui cụt từng con bổ Ấn Long tức tỉnh ghê nhỉ Tịch diệt đấy các bạn ạ thì quả luân hồi vẫn còn làm quả nữa đi Thơ luôn chứ ừ. quá ư là mạnh các bạn bây giờ nick này phải đánh người nào khỏe khỏe Thế mình xem hảo hữu thật sự là nick bọt thế này vào một nick ờ à, có có đây có có đây rồi đánh với một người vãi nhái đánh thế này sợ thua các bạn ạ thật ra là phá cảnh 7 mà đánh phá cảnh 10 Ờ à, phá cảnh 7 đánh phá cảnh uh... Minh ba gặp một bạch của tinh thức tỉnh đâm chính. À ờ, hóa thân thiên đế và một bạn người Trung Quốc à? hơi giật lạc thì các bạn thông cảm nhé. Mình uh, đặt tip tí xuống đi. Tiệt trụ thiên lý trung trung. Thiên hạ vạn trụ cái thì mình khá là được mọi người quý mến một lần nữa cảm ơn chủ nick cũng như cảm ơn mọi người đã yêu mến cho mình một nick à, sắp tới mình cũng rất cần những cái nick kiểu bi mới lạ của phe yêu ấy thật ra phe yêu bây giờ mình cũng cần rất nhiều kiểu bi mới yêu nata cũng được bạn nào có yêu nata lâu rồi mình cũng cũng chưa lên clip yêu nata chính ra phe yêu cũng được khá là thiệt thòi đấy Ui kèo này căng đến vậy Thật ra tuy rằng mình hơn lực chiến nhưng thua phá cảnh ư là nhiều Một bên phá cảnh 13, một bên phá cảnh 7 Tranh nhiều lắm quá cái hồ không của mình có gõ được không Đây gọi ra rồi Còn mấy thân vị ra thì chắc là phệt được ui bên kia anh chiêu thức tỉnh kìa phải cố tinh ra kỹ năng luôn không có phải cố tinh ra kỹ năng luôn ui phải nhà ấy một gõ kìa khỏe đấy nha mà ăn không đùa được đâu Đồ, thứ nhất là do có đồ, các bạn ạ, đồ rất là ngon Tuy đằng tướng có thể là như nhau ấy, hoặc không như nhau về phá cảnh Nhưng đồ ngon, đồ, xét đồ kim không phải là đùa đâu các bạn nhé Ôi thằng Hãy phải hồn Tôi tâm Ok, clip của mình đến đây nha. chắc kết thúc rồi Các bạn cần cái content gì về vấn đề mà phe về... À, về về bản si Các bạn cần xem nội dung gì thì mình các bạn cứ comment nhé Mình sẽ làm nội dung cho bạn để các bạn có thông tin trước về trò chơi Ok, một lần nữa cảm ơn chủ nick rất nhiều Cực kỳ cảm ơn chủ nick rất là nhiều Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo nhé Xin chào và hẹn gặp lại